Anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì mình đang có mặt ở cổng game Thiên Đường Trò Chơi với số vốn là 31M. Hôm nay mình có mặt ở đây để tiếp tục chia sẻ cho anh em kinh nghiệm bắt cầu tài xỉu ở trên cổng game Thiên Đường Trò Chơi này anh em nhé. Tay này về tài 12 anh em ạ. Tính đánh tay nhưng mà thấy tay nó lớn hơn không kịp vào anh em. Sang bên MD5 xem nào. MD5 cũng vừa về tài 11 này. Về tài 12 ở đây. Tài 12 ở đây thì cầu này mình sẽ bắt cầu 21 anh em ạ. Tài này mình sẽ đánh xỉu đi anh em. Đánh xỉu 3M anh em nhé. Sang bên MD5 nào. MD5 thì tài 11 ở đây. Trước đấy thì đang chạy cầu 41. Tài này mình sẽ đánh xỉu nha anh em. Đánh xỉu 3M anh em ạ. Rồi, bên MD5 thì về xỉu 7. Ăn xỉu 3M nha anh em. Còn bên tài xỉu rồng xanh thì về tài 12 mất rồi anh em ạ. Về tài 12 kép anh em ơi. Về 12 kép ở đây này. Thức đẩy 1-2-3 này. Cầu này mình cũng sẽ bắt cầu 1-2-3 anh em ạ. 12 kép này mình sẽ bắt lên tài 13 hoặc tài 11 là sẽ về cầu 1-2-3 đẹp nha anh em. Tài đánh tài 3M anh em ạ. Còn bên MD5 xỉu 7. Xỉu 7 nằm ở đây. Cầu này thì mình sợ nó gãy xỉu 7 ở đây anh em ạ. Sợ nó sẽ về xỉu ở đây này. Không kịp đánh anh em ạ. Về luôn xỉu 7 này. Không sao. Bên tài xỉu rồng xanh thì về tài 14 này. Ăn tài 3M rồi anh em ạ. Tại vì tay này mình đang lưỡng lự là bắt cầu 1-1 hay là gãy. Tại vì thấy xỉu 7 ở đây dễ gãy lắm anh em ạ. Nên là mình đánh chậm không theo được. Tài 14 ở đây. 12 kép lên tài 14. Tài 14 thì tay này mình sẽ đánh tài tiếp anh em nhé. Đánh tài 3M anh em ạ. Tại vì lên tài 12 với tài 11 thì nó mới về cầu 1-2-3 mới đẹp được anh em. Xỉu 7 kép ở đây. Tay này mình sẽ đánh tài 3M ở bên MD5 này. Tay này thì chỉ sợ nó về xỉu 9 thôi anh em ạ. Rồi về xỉu 10 luôn anh em. MD5 về xỉu 10 anh em ạ. Bên tài xỉu rồng xanh thì về tài 13 này. Ăn tài 3M anh em nhé. mười hai kép lên mười bốn mười ba. Tay này mình vẫn tiếp tục bắt tài được anh em ạ. Tiếp tục đánh tài 3M anh em nhé. Còn bên MD5 xỉu 7 kép này lên xỉu 10. Tay này mình sẽ đánh xỉu ở nha anh em. Đánh xỉu 3M anh em ạ. Ok, ăn xỉu 9 3M ở bên MD5 rồi này.
Rồi. Bên tài xỉu rồng xanh cũng về xỉu chín anh em ơi. Cả hai bên đều về xỉu chín anh em ạ. Tay này xỉu 9 mình sẽ bắt xuống xỉu 7 ở đây, ở bên tài xỉu rồng xanh anh em. Con này sẽ bắt cầu 4321 anh em ạ. Tay đánh xỉu 5M đi anh em. Còn bên M đến 5 xỉu 7 xỉu 7 90. À xỉu 7 xỉu 7 19 chứ. Này tiếp tục đánh xỉu đi anh em. Đánh xỉu 3M anh em nhé. Ok, ăn xỉu 9 3M rồi này. Rồi, bên tài xỉu rồng xanh thì về tài 15 mất rồi anh em. Xỉu 9 lên tài 15 anh em ạ. Tài 15 này thì tay này mình sẽ đánh tài anh em nhé. Tay này sẽ đánh tài 5M này. Còn bên tài xỉu rồng xanh kép 7, kép 9. Kép 7, kép 9. Tay này mình vẫn đánh xỉu anh em. Tiếp tục theo cầu bệt đánh xỉu 5M anh em ạ. Rồi, về tài 12 mất rồi anh em. Tay này thêm tài 5M ở bên tài xỉu rồng xanh anh em nhé. Tài nào. Ok, ăn tài 13 10M này. Tay này ở bên M đến 5. Tay này chắc chắn về tài rồi anh em ạ. Tay này mình đánh 7 mờ tài anh em nhé. Khả năng sẽ lên tài 12 hoặc tài 11 anh em. À tài 13 hoặc tài 11 anh em ạ. Đánh xong tay này thì mình sẽ nghỉ anh em. Cầu bên tài xỉu rồng xanh. Tay này khả năng thì lên tài thôi. Ăn nốt tay này thôi anh em ạ. 11 nào. Ok, chuẩn tài 11 không anh em. Ăn 7M tài ở bên M đến 5 anh em nhé. Thì 31M lên 43M. Ăn được 12M cũng khá là ok rồi anh em ạ. Thì chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây anh em nhé. Link game mình để ở mô tả video. Bye bye anh em.